Rồi, xin chào các bạn. Vẫn là một công trình thì hiện tại Việt Rút đang có mặt tại căn nhà vườn 2 tầng mái Nhật của anh Túc tại xã Vân Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Đây, công trình 2 tầng mái Nhật của anh Túc thì có diện tích mái ngói nghiệm thu dự kiến là 170m² các bạn nhé. Đó, với công trình này thì bên mình cũng đã được anh Túc tin tưởng và giao cho công thi công hạng mục mái ngói với hợp đồng là cung cấp khung kèo và nhân công được gói hoàn thiện và cả ngói luôn các bạn nhé. Đó, hợp đồng trọn gói các bạn ạ. Và cái công trình này thì có cái đặc trưng là không làm cầu thang lên tầng áp mái và có đủ trần bê tông các bạn ạ. Đó, thì bên mình cũng đã tư vấn và thi công cho anh là hệ hai lớp kèo mè lợp ngói và cái thép sử dụng công trình là thép Việt Rút màu nhũ trắng các bạn nhé. Đấy. Và cái ngói sử dụng công trình là anh Túc cũng đã lựa chọn và cũng giao cho Việt Rút thi công cung cấp tới là cái ngói đất nung trắng men mang thương hiệu của đây các bạn ạ. Đó. Và sau đây mình cũng sẽ chia sẻ một số hình ảnh hoàn thiện được 90%, 95% rồi để các bạn sẽ thấy rõ cái chất lượng cũng như cái một số cái cấu trúc của cái công trình 2 tầng mái Nhật của anh Túc tại xã Vân Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang này như này. Rồi. Mời các bạn theo đây rồi. Rồi, xin chào các bạn nha. Hiện tại mình đang đứng trước cái cổng lối vào của cái công trình 2 tầng mái Nhật của anh Túc đây. Đây, như các bạn nhìn thấy không? Cái công trình này như các bạn thấy một số hình ảnh trên cao ấy, những cái, các bạn có để ý là cái đường này, cái công trình này ở thế cao nhé các bạn nhé. Đằng sau là cái quả đồi đấy các bạn ạ. Nên là hướng đi cổng vào từ bên cổng hướng đây thì lên với cái lối vào cổng công trình thì nó đang ở thế cao các bạn ạ. Đấy. Và từ ngày về khảo sát công trình, thực tế công trình và cũng như hiện tại mình đang thi công gần hoàn thiện 100%. Thì bên mình cũng đã về xem và qua nghiên cứu cái bản vẽ công trình thì bên mình cũng đã tư vấn thêm cho anh là nâng cái độ dốc mái lên một xíu các bạn ạ nhé. Trong cái thiết kế thì của anh đang thiết kế chỉ có 28 độ thôi. Đó, thì nên là bên mình cũng về thấy cái hướng đất của nhà trên cao này thì bên mình cũng đã tư vấn và thêm nâng mái lên một chút các bạn ạ. Đấy. Nên là cái độ dốc nó sẽ được đẹp hơn và hợp lý hơn. Đó. Với cái công trình này như các bạn thấy thì có một mái chính và một mái phụ các bạn ạ. Đấy, như đây là đại sảnh này. Đây là cái mái phụ của công trình nhá, đây là cái mái chính nhá. Như vậy thì cái công trình này có một mái chính và một mái phụ nên là mình sẽ bác lắp ba quả hồ lô. Đấy. Cái công trình này cái phân về khu vực phòng bếp này các bạn này. Đấy, khu vực bếp thì không lợp các bạn nhá. Đó là cái ban công bên ban công thôi. Đó. Và đây là cái phần cửa sảnh này. Và đây là khu vực bếp các bạn nhá. Đấy, mái bếp đây. Đó. Và cái công trình này thì như các bạn thấy thì các bác thợ xây, tiến độ của bác thợ xây cũng đã chặt xong hết rồi và cũng đang tiến hành ốp lát. Đó, bạn nhìn thấy không? Đấy. Thì cái công trình này thì đặc trưng là anh Túc có sử dụng cái hệ thống lan can kính xung quanh mặt tiền thay về cái nối làm mái diềm bằng lợp ngói các bạn nhé. Đấy. Nên là nó sẽ tạo được một cái điểm khác biệt hơn các công trình như các bạn xem bên mình đã thi công. Thì cái phần này toàn bộ anh sẽ hệ thống là ngăn căn kính hết này. Đó. Và ngoài ra thì có các phương án thì như các bên thiết kế cũng như thi công, bên mình thi công cũng có rất nhiều cái công trình mà làm là mái nợp, mà nợp ngói hoặc là sử dụng những cái khuôn nhôm đúc làm lan can. Đấy, bạn nhìn thấy. Như cái công trình này thì làm ngăn căn kính bạn nhé. Đó. Và cái công trình này thì cái hệ thống phao chỉ này, sau khi bên mình lợp ngói này, hệ thống và chỉ chủ nhà thì trong đã thi công thiết kế giữa cái mái rìa mái ban công này với cái phào chỉ của mái trên thì nó là đồng nhất và quay tai ra 5 phân các bạn nhé. Đây các bạn nhìn thấy quay tai không? Quay tai và làm thêm một cái nẹp và cái gầm chống tràn. Đó, gầm các gờ chắn nước ở dưới nhá và có thêm một đắp một nẹp này các bạn này. Cái nẹp này thì nó dày 1 phân lúc nãy mình đo các bạn nhé. Mà quay tai cái hiện tại cái viên gạch quay tai là 5 phân và cái mái trên này cũng vậy nên là nhìn cái phào chỉ nên sau này sẽ sơn nên nó sẽ rất là phù hợp với mái ngói. Đó, và cái ngói này thì đây như các bạn thấy là ngói đất nung trắng men. Đó. Và cái đường nóc mái phụ này bên mình cũng đã triển khai úp xong và đang úp những cái phần của mái trên và làm hồ lô thì để cho nó hoàn thiện để bàn giao cho chủ nhà. Đây như các bạn thấy thì chất lượng công trình của Việt Rút thi công những cái đường sóng ngói rất là thẳng và cái đường sóng chéo các bạn nhìn này. Đó. Và cái đường bò rất là khít các bạn nhé. Đấy, cái đường bò cho nó có ôm khít giữa những cái đường híp dương này các bạn này. Đấy, cắt khít rồi xong là bên mình sẽ sử dụng ngói bò này thì chất lượng không có hở chỗ nào cho các bạn nhé. Đấy rồi, mình sẽ lên mái quay kết cấu cho các bạn xem. Rồi, xin chào các bạn, hiện tại mình đang đứng trên cái tầng áp mái của công trình 2 tầng mái Nhật của anh Túc tại xã Vân Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Như cái công trình các bạn thấy đây. Đây công trình này thì có đổ trần các bạn nhé. Đấy, đổ trần bê tông này. Và công trình này thì sẽ không có cầu thang lên. Có không hệ làm hệ thống cầu thang lên tầng áp mái. Đây cái cầu thang từ tầng 1 lên tầng 2. Đây là cái
lỗ thăm lên mái thôi các bạn nhé. Đấy, thì cái công trình này chỉ để lỗ thăm lên mái thôi và nên kiểm tra cái bình bơm nước lỗ thiên ngoài kia. Đó, thì cái công trình này nên mình cũng đã tư vấn và thi công cho anh lại hệ hai lớp kèo mè được ngói các bạn nhé. Đấy, thì đây như cái trước mắt các bạn thấy cái hệ thống khu kèo của cái hệ kèo hai lớp này nhìn rất là dày đặc các bạn ạ. Đó, và cái khoảng cách công trình kèo công trình này thì bên mình cũng đang triển khai là 1m1 các bạn nhé. Đấy, và cái công trình này thì có cái chiều dài nóc là 4m1 các bạn nhé. Đây thì 4m1, đây là 4 khoang này các bạn. Đấy, thì như vậy thì mỗi khoang cái công trình là cái khoang kèo lóc này thì nó chỉ có hơn 1m một xíu thôi. Đấy, và cái hệ thống này thì bên mình cũng đã xong hoàn thiện 100% khung. Và đây là cái mà đang công đoạn là úp những cái ngói lóc đưa từ tầng đất mái lên mái để hoàn thiện nốt những cái đường bò đường lóc riêng. Đấy, như các bạn thấy đây thì đây cái ngói sử dụng trình là ngói lớp nung trắng men mang thương hiệu Pride. Đó, đây ngói Pride các bạn nhé. Đấy, và có vỏ đóng quy cách của nhà máy, và đây là cái ngói phụ kiện của nó này. Đây là ngói phụ kiện của Pride các bạn nhé. Đấy, đây là ngói nóc các bạn ạ. Đấy, rất là dày dặn và chắc chắn, và in dưới nó có cái chữ Pride ngói Việt này. Đó, chuẩn hãng công ty, chuẩn hãng nhà máy sản xuất. Đó, và cái công trình này như các bạn thấy thì có một máy chính và một máy phụ, thì bên mình cũng đã lắp triển khai là 3 quả hồ lô. Đó, và cái công trình này thì không làm hệ thống chống sét thì bên mình sẽ triển khai lắp giả kim thôi. Đó, giả hồ lô giả kim nhé các bạn nhé. Đấy, cái công trình này thì bên mình đang tư vấn là làm cho anh là 33 độ, thì cái chiều cao nóc của đây này của nó là 3m1 các bạn nhé, 3m1 độ dốc là 65%. Đấy, thì hệ thống đây là ký ngói bên mình cũng đã triển khai 100%, và ngói bên mình là nợp so le các bạn nhé, à song song các bạn nhé. Đấy, song song, đây cái viên ngói song song với nhau. Đấy, các đường viên song ngói song song với nhau, và giao giữa cái máy phụ với máy chính nó sẽ có cái hệ thống suối giao nhau với máy chính. Đó, và cái công trình này như các bạn thấy thì bên mình cũng đang rất triển khai để hoàn thiện cho công trình. Đó, đấy, mà tất cả hệ thống các thanh bụng bên mình cũng đã triển khai 100%. Đấy, bạn nhìn nào. Đấy, và liên kết thì vẫn là liên kết những cái bằng các cái lông ở bản mã kia. Đó, khoảng cách. Đó, và ngoài ra thì cái công trình này thì có cái khu bơm nước lộ thiên đây, mình ra cái khu vực bơm nước lộ thiên các bạn nhé. Đó, đây là cái giếng trời của cái khu vực cầu thang để là cái ô lấy sáng này các bạn này. Đấy, và đây cái khu vực bơm nước lộ thiên đây. Đây như các bạn thấy, đây là cái chân của bồn nước này. Đó, đấy, thì giữa cái khoảng lộ thiên này thì chủ nhà cũng đang triển khai chống thấm đây, hệ thống chống thấm nhé, và xây tường bao căn. Thì bên mình đã thống nhất với bác thợ xây sẽ bảo là được máy xong sẽ xây cái tường hồi này, và hiện tại các bác chỉ là xây theo mô hình thôi. Đó, anh nhìn thấy không? Thì cái công trình này thì bên mình cũng đang triển khai những úp những đồng bò để bàn giao, và cái khu vực tôm nước thì chủ nhà có thống nhất bên mình và đã bên mình cũng đã thi công là cái một hàng chân ngói các bạn nhé. Đấy, để nhìn dưới từ cái phần cổng đi vào cũng như cái phần ban công của bếp nhìn lên thì cái nó không bị gãy cái khớp cái chân ngói cái khu vực này. Đấy, bên kia cũng vậy. Đấy, nên là các bạn sẽ lưu ý khi sử dụng những cái khu vực tôm nước để làm sao cho nó đẹp và sẽ là thẩm mỹ nhất các bạn nhé. Đó, sau này mình sẽ úp những cái ngói rìa vào cái đường này luôn. Đấy, rồi vừa rồi mình cũng chia sẻ về nhanh về cái cấu trúc cũng như cái thương hiệu ngói cũng như cái một số đặc điểm với công trình hai tầng mái Nhật của anh Túc tại xã Vân Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang. Nếu các bạn mong muốn một đội mài ngói thi công chuyên nghiệp thì các bạn hãy liên hệ hotline ở đây 0918433558 các bạn nhé. Và nếu các bạn có ở tỉnh Bắc Giang nói chung cũng như huyện Việt Yên nói riêng thì các bạn hãy qua cái xã Vân Trung các bạn nhé. Đó, ngay cái chỗ khu công nghiệp Vân Trung thôi các bạn ạ. Đấy, và nếu các bạn thấy hay hãy cho mình một like và đăng ký ủng hộ kênh bên mình nhé. Rồi, cảm ơn bạn theo dõi video. Xin chào.